ban thanh thiếu niên và nhi đồng quốc hội. Kính thưa bà Trần Thị Vân Anh, phó giám đốc sở văn hóa thể thao hà nội. Kính thưa Đào Quốc Thắng, giám đốc trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao hà nội. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể các trưởng đoàn, các vận viên, trọng tài, các vận động viên. Thay mặt ban tổ chức giải, tôi xin nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu, các thầy cô giáo, huấn luyện viên, các đồng chí lãnh đội trưởng đoàn và các em vận động viên đã về tham dự giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc mở rộng lần thứ ba tranh cúp kiện tướng tương lai năm 2018. Kính thưa các quý vị đại biểu, cờ vua là một môn thể thao trí tuệ tuyệt vời, là một môn thể thao mà Việt Nam có thể cạnh tranh sòng phẳng với các quốc gia trên đấu trường quốc tế. Trong những năm qua, cờ vua Việt Nam đã đạt những thành tích đáng tự hào, nổi bật với những tên tuổi các đại diện tướng quốc tế như Lê Quang Liên, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Trần Tuấn Minh và các kỳ thủ trẻ như Nguyễn Kiên Cường quốc tế, Nguyễn Anh Khôi, Nguyễn Lê Trọng Hiền, Nguyễn Quốc Huy, Bạch Ngọc Bình Dương, Trần Minh Tạng. Và gần đây nhất là đội tuyển cờ vua Việt Nam đã giành được thành tích hạng 7 tại Olympiad cờ vua thế giới năm 2018 và hạng 15 ở bảng nữ ở Olympiad cờ vua thế giới. Và cờ vua rõ ràng đã được bạn bè quốc tế công nhận là một môn thể thao phổ thông và Việt Nam được coi là một trong những cường quốc về cờ vua. Để đạt được những thành tích như trên, đó là sự góp phần không nhỏ của phong trào cờ vua. Nếu chúng ta làm tốt các hoạt động này thì trong tương lai chúng ta sẽ có nhiều vận động viên cờ vua tài năng, nhiều đại diện tướng cờ vua quốc tế và nhiều vận động viên là vô địch thế giới, châu Á và Đông Nam Á. Xuất phát từ mục đích đó, câu bộ cờ vua tiền tuyến tương lai phối hợp với liên đoàn cờ Việt Nam tiến hành tổ chức giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc mở rộng tranh cúp tiền tuyến tương lai năm 2018. Chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức những giải đấu mở rộng với quy mô lớn, với tinh thần trách nhiệm phục vụ chú đáo. Thay mặt ban tổ chức giải, tôi xin chân thành cảm ơn liên đoàn cờ Việt Nam, cảm ơn nhà tài trợ chính FM Credit, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng, Trung tâm Tiếng Anh Đi, Học viện Công nghệ Đào tạo, EduSTEM, Trung tâm Toán Tiếng Anh đã ủng hộ và các nhà tài trợ khác đã ủng hộ phối hợp chúng tôi tổ chức giải đấu này. Xin cảm ơn các đồng chí trưởng đoàn, các vận động viên và các quý phụ huynh đã cử và vận động viên đông đảo đến tham dự giải đấu. Thay mặt ban tổ chức giải, tôi xin tuyên bố khai mạc giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc mở rộng lần thứ ba tranh cúp kiện tướng tương lai năm 2018. Chúc giải đấu của chúng ta thành công tốt đẹp. Xin kính chúc sức khỏe các quý vị đại biểu, các đồng chí trưởng đoàn, vận động viên và các vị phụ huynh. Chúc các vận động viên thi đấu hết mình với tinh thần thể thao trung thực, cao thượng. Xin trân trọng cảm ơn.